Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2023. Dự tọa đàm về phía Trung ương có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, về phía Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam cùng đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn mới là giải pháp quan trọng giúp người nông dân doanh nghiệp sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất nhưng đạt lợi nhuận cao nhất góp phần đẩy nhanh tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong liên kết chuỗi sản xuất chế biến thị trường và nền kinh tế số mục tiêu này đang được các ngành các địa phương các cấp trong đó có hộ cựu chiến binh việt nam hưởng ứng đẩy mạnh và quan tâm với kỳ vọng tạo được sự lan tỏa tuyên truyền rộng khắp từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản việt nam từ những yêu cầu đặt ra Tòa đàm lần này tập trung trao đổi 4 vấn đề chính về xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thí điểm và tham quan mô hình chuyển đổi số nông thôn mới và phát huy vai trò của cựu chiến binh trong tham gia thực hiện chuyển đổi số nông thôn mới. Phát biểu tại tòa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, công cuộc chuyển đổi số của Đà Nẵng nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng diễn ra mạnh mẽ thời gian qua. Trong đó, huyện Hòa Vang đang có nhiều mục tiêu vừa kế hoạch chuyển đổi số đề ra, gồm 100% tỷ lệ dịch vụ công mức 4, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, 93% người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Đánh giá cao sự tham gia tích cực của lực lượng cựu chiến binh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục quan tâm, định hướng và tạo điều kiện cho hoạt động của Hội Cựu chiến binh thành phố đạt được những kết quả quan trọng trong chuyển đổi số nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Tòa đàm cũng tập trung thảo luận 15 báo cáo tham luận của Hội Cựu chiến binh các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên, qua đó đề ra phương hướng nhiệm vụ chuyển đổi số nông thôn mới trong thời gian đến.